chào đón thí sinh Quách Nam với số báo danh 9027. Và ngày hôm nay Quách Nam sẽ dự thi nhạc phẩm Đồng của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Một tràng vỗ tay chào đón thí sinh Quách Nam 9027. Dài mưa phùn nắng gió tiêu điều, quanh đây đâu đâu mây lặng bay, ngoài trời khung cửa trắng xóa lối đi, xa xa một nhánh cây tàn khô, đôi tình nhân kia hãy hôn nhau đi. Tiềm trong làng môi nồng bay như mùa đông còn ấm, mình còn mơ hồ chẳng biết sáng đêm. Đến với những nỗi nhớ vẫn vương, ngày tình đã chết trong mùa đông dài. Qua đi cơn yêu đương nồng cháy, ngày tình đã hết thôi thì bước đi. Giờ còn lại gì trong ngày giá buốt những vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cạn. Xin đôi vai ai qua đây cho tim em thôi lạnh giá. Đây đâu đâu mây lặng bay, ngoài trời khung cửa trắng xóa lối đi, xa xa một nhánh cây tàn khô, đôi tình nhân kia hãy hôn nhau đi. Tiềm trong lòng mưa nồng mây như mùa đông còn ấm, mình còn mơ hồ chẳng biết sáng đêm. Đến với những nỗi nhớ vẫn vương, ngày tình đã chết trong mùa đông dài. Cơn yêu đương nồng cháy, ngày tình đã hết thôi thì bước đi. Giờ còn lại gì trong ngày giá buốt những vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cạn. Xin đôi vai ai qua đây cho tim em thôi lạnh giá. Trong ngày giá buốt những vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cạn. Xin đôi vai ai qua đây cho tim em thôi lạnh giá. Vàng của em trong cái đợt thi vừa rồi. Bấm ngay Golden Boy. Dạ, dạ. Rồi, xin mời Johnny Dũng. Dũng đồng ý như vậy, đúng là Golden Boy. Nãy giờ Dũng ráng, Dũng ngồi Dũng nghe để Dũng bắt cái lỗi nào cho nó đã cái tay một tí coi. Vạch lá thì không, tìm sâu đó phải không? Không, có vạch cỡ nào cũng không thấy được. Bởi vì tối hôm nay Quách Nam đã, đối với Dũng, đã thể hiện được một cái bài hát tuyệt vời với một giọng hát tuyệt vời. Control Perfect, luyến lấy, rất là hay. Biết để dành ở chỗ nào, biết lúc nào thì bung ra để cho người ta bảo là ôi tại sao nãy giờ chưa chịu làm. Lúc cuối làm một cái cho người ta ngạc nhiên và phấn khởi, thích thú. Cái style hát jazz này rất là hay.
gọi là Vietjazz mà mình ngân nga bằng tiếng Việt nó rất là khó. Em đổi qua cái style của Mỹ hay là của Europe đi vào trong tiếng Việt rất là tuyệt vời. Giọng hát từ giọng thấp cho đến giọng cao, cho đến cái clarity, tức là cái sự rõ ràng của cái chữ, em đều master hết. Cho nên rất là chúc mừng em trong tối hôm nay. Anh perfect, I love it. Em cảm ơn. Clarity có nghĩa nếu hộp xoàng là VVS One đó đúng không? Và nó rõ như vậy đó. Rồi, xin mời chị Y Lan. Cô nghĩ rằng là bài hát này thật là hoàn hảo. Con giỏi và con thông minh trong cách hát của con. Dạ, con cảm ơn cô. Con hát cái câu lạnh giá, mà con hát lạnh giá tức là con ngân đó. Con hát lại câu đó cho cô nghe đi. Cho tim tôi thêm lạnh giá, phải câu đó không? Đúng rồi, chắc vậy đó. Chờ đôi vai ai qua đây, cho tim em thôi lạnh giá. Không phải, giá ớ nữa cơ. À, nhớ không, cái phần trên đó. Nhưng mà giá đừng ớ. Giá là cái chữ cuối của nó là A. Á thì giá A. Đó, ngân bằng cái chữ Á đó. Móc nó lên một cái. Trời ơi, là móc tim người ta. Nha cưng, nha. Thế cô chỉ có góp ý những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi. Còn bây giờ vạch lá mãi chẳng có con sâu nào cả. Xin chúc mừng cho con Quách Nam. Dạ, con cảm ơn cô. Không những là con chỉ có hát hay, thông minh mà con còn đẹp lắm nữa đó. Nha. Ok. Và tất cả những cái đó không phải là big deal phải không chị? Dạ. Không phải là big deal. Dạ. Xin mời giám khảo Y Lan cho điểm real deal của The Nail Voice. Oh yes. Cô xin tặng cho con 10 điểm. Yes! Cô chưa tặng cho một người nào 10 điểm cho tới hôm nay. Cô không, I cannot help it. Excuse me. Mời giám khảo Đồng Sơn. Đầu tiên thì anh khen em về cái thẩm mỹ của âm nhạc của em hoàn hảo. Ok. Em hôm nay em rất là tự tin. Cái dynamic của cái bài hát này em thể hiện rất là tốt. Đặc biệt những chỗ mà lời, những chỗ thấp, những người khác là họ sẽ đè cho mà cho nó nghe cho nó rõ đó, nhưng mà em không cần làm chuyện đó. Em chỉ cần hát một cách nhẹ nhàng nhưng mà vẫn nghe rõ, thì đó là cái điểm đáng khen. Còn những cái chỗ cao thì em hát hay thì khỏi nói rồi, nhưng mà anh rất là thích những chỗ thấp của em. Và ngoài ra những cái nhịp mà swing của em á, em nó rất là chính xác và vô cái beat một cách hoàn hảo vậy đó. Thì khi mà anh giới thiệu một cái bài hát này, thoạt đầu anh nghe anh cũng hơi lo cho em, là bởi vì đây là một bản nhạc jazz, ok, với cái phong cách jazz. Anh không biết là em có hát loại nhạc này được hay không, bởi vì anh đã từng em hát những bài trước rất là hay, một bản ballad và một bản về cha, thì đại khái là nó có một cái âm hưởng nó hơi giống như là dân ca. Với cái bản hát này anh hơi lo cho em, nhưng mà sau khi em hát, đặc biệt cái cuối cùng cái style mà kiểu mà Mariah Carey treo á, xuất sắc, rất là lạ, anh rất là thích. Và anh cũng không ngạc nhiên khi chị Lan cho em điểm 10. Số điểm của anh cũng sẽ giống như vậy, 10 điểm. Rồi, mời chị Nguyễn. Thôi nói con số luôn đi, khỏi phải bình luôn đi. Anh thì cũng cho em 10 điểm. Nếu như em tặng cái bộ đồ đó cho chủ Noble Minh, bạn anh ở dưới á, anh ngồi anh tưởng tượng thằng bạn anh mà mang bộ đồ này á, anh bán hột xoàn á là ngon luôn đó. Thực sự luôn. Cuối cùng, em rất là thông minh, rất là hoàn hảo, xử lý bài rất là hay. Anh sẽ cho em 10 điểm nếu như em tặng bộ đồ cho thằng bạn anh nha. Yes. Tiếc gì bộ đồ con ơi. Cái này cũng vừa xa với Minh Nguyễn lắm. Dạ, cảm ơn chị Nguyễn ạ. Xin mời Minh Tuyết. Không biết chị có phải chị khó tính quá hay không á, tại vì chị nghe bài này rất nhiều rồi. Tại vì chị chấm nhiều cuộc thi thì cũng có nhiều thí sinh hát bài này. Chị cũng biết về bài này khá là nhiều. Bài này không phải là một bài dễ hát. It's a big shoes. Tại vì cái quãng nó cũng khá là rộng và có những cái đoạn chữ nó chạy liên tục, và nó từ cái quãng thấp nhảy lên quãng cao liền ngay lập tức. Và em đã làm cái điều đó rất là ok. Nhưng mà để nói là xuất sắc thì với chị thì chưa. Chị thích nhất cũng giống anh Sơn nói là cái đoạn thấp. Và cái giọng em nó rất là đẹp. Cái giọng em đẹp lắm. Và em điều khiển cái quãng thấp rất là đẹp. Nhưng mà chị chỉ tiếc là khi mà em lên cao ấy, thì em bị sét ở cái nốt cao.
và cái nốt cuối cùng của em nó cũng chưa có được quá trọn vẹn lắm. Nhưng em là một thí sinh trẻ có potential rất nhiều luôn. Tức là chị muốn point ra những cái điểm mà chị muốn em nó hoàn hảo nhất có thể. Bởi vì khi là những giám khảo đã cho em tới điểm 10, có nghĩa là họ kỳ vọng ở em rất nhiều. 3 điểm 10 rồi thì chắc chắn em đã vào vòng chung kết, đúng không? Thì chị mong rằng là em sẽ làm như thế nào để vào vòng chung kết chị có thể cho em điểm 10 luôn. Nhưng mà ở cái vòng này thì với chị thì chị chưa có cho em được cái điểm 10 này với riêng chị. Nhưng mà chị nghĩ rằng là em là một giọng ca đầy triển vọng. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và chúng ta sẽ cộng số điểm lại cũng như giấu hai số điểm của Johnny Dũng cũng như là của Minh Tuyết. Dạ, mời ra đây. Rồi, rồi đây. Con vô đây. Dạ, hai thí sinh có giọng hát nội lực mãnh liệt, giống Hoài La Tâm và giống Hoài Lâm. Chúc mừng cho hai em, không ai cần phải đi về. Chúc mừng điều đầu tiên là không phải đi về, không rời cuộc thi. Nhưng sao em nhìn anh như vậy? Em làm gì em run? Em có 3 con 10 rồi mà em vẫn run à? Dạ, em muốn cả hai người đi vô. Em muốn cả hai người cùng vô. Nhưng mà một người không đi về là vui rồi. Đôi lúc chờ đợi là hạnh phúc đây, em biết không? Đúng rồi, chờ đợi là hạnh phúc. Cho nên hôm nay, đêm nay người hạnh phúc nhất là Candy. Em trong vòng chờ đợi. Và người được đi thẳng tới vòng chung kết, chúc mừng cho thí sinh Quách Nam với số điểm là 49.50. Yes.